Thưa quý vị, từ cuối tháng 9 đến nay, số lượng bệnh nhi mắc bệnh lý hô hấp phải điều trị nội trú tại khoa nhi Bệnh viện Vũng Tàu liên tục tăng lên, nhiều nhất là từ cuối tháng 10 đến nay và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chủ yếu là bệnh nhi bị viêm phổi. Theo các bác sĩ, bệnh lý viêm phổi rất nguy hiểm đối với trẻ, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tình trạng suy hô hấp ở trẻ và dẫn đến tử vong. Bé Lê Quang Đăng, 10 tháng tuổi, ở phường 10, thành phố Vũng Tàu, vừa được chỉ định điều trị nội trú tại khoa nhi Bệnh viện Vũng Tàu với chẩn đoán viêm phổi. Trước đó, bé có biểu hiện ho, sổ mũi, sốt cao 39 độ C. Sau 2 ngày điều trị tại phòng khám tư, sức khỏe bé không cải thiện nên gia đình đưa đến Bệnh viện Vũng Tàu thăm khám. Từ bé giờ bé cũng có bệnh nhưng mà ít hơn, ít đi uống thuốc một vài đơn là hết. Kỳ này lâu mà lại nặng. Bé Ngô Vi Kiều Anh, 4 tuổi, ở phường 7, thành phố Vũng Tàu, cũng đang điều trị viêm phổi, ngày thứ tư tại Bệnh viện Vũng Tàu. Được điều trị đúng cách nên Kiều Anh đã giảm ho, sốt, giảm thở rút họng ngực. Đây là lần đầu tiên bé bị viêm phổi. Những lần trước là bé chỉ có sốt ốm vặt bình thường. Hơn 2 tháng qua, mỗi ngày khoa nhi Bệnh viện Vũng Tàu tiếp nhận từ 80 đến 100 bệnh nhi, thì có đến 60-70% mắc bệnh lý hô hấp, chủ yếu là viêm phổi, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2020, thời điểm chưa giãn cách phòng dịch COVID-19. Trong số này có đến 10% bệnh nhi viêm phổi nặng phải điều trị tích cực. Như trường hợp bé Vũ Anh Thư, gần 2 tuổi ở phường 11 là một ví dụ. Bé được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao, bỏ ăn, tím tái, suy hô hấp. Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi mức độ rất nặng, nên được chỉ định thở máy xâm lấn, điều trị kháng sinh liều cao và phối hợp nhiều loại kháng sinh, nuôi ăn tĩnh mạch. Sau 4 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bé mới tiến triển khả quan. Em ở dưới sống trong quá trình bờ, cháu nó chỉ sốt cho bé ho, xong em đi bác sĩ tư thì cháu nó đỡ rồi, xong em cho cháu đi học, xong được ít bữa cháu nó lại bị nặng. Xong em đi khám xong cho cháu uống thuốc không đỡ, vậy em cho cháu đi bệnh viện. Điều đặc biệt của năm nay đó là rất nhiều trẻ nhập viện với khoa nhi trong tình trạng viêm phổi nặng. Và qua hỏi bệnh sử thì chúng tôi ghi nhận rằng là một số trường hợp các trẻ đã được điều trị ở các phòng khám bên ngoài trong khoảng thời gian một vài ngày. Sau đó thì bé trở nặng. Điều đó cũng có thể được giải thích là ảnh hưởng của cái việc đáp ứng với kháng sinh. Một là động lực của vi trùng rất là mạnh, hai là đề kháng của kháng sinh nên là làm trẻ diễn tiến nặng hơn. Nhưng điều đặc biệt là viêm phổi nặng thường xảy ra ở những trẻ mà lứa tuổi nhỏ, ví dụ sơ sinh sẽ nặng hơn rất nhiều. Bệnh lý hô hấp, nhất là bệnh lý viêm phổi, rất nguy hiểm đối với trẻ. Bệnh thường diễn tiến nhanh, nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tình trạng suy hô hấp và có thể tử vong. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, đối với những trẻ được chẩn đoán mắc bệnh lý hô hấp trên và được chỉ định điều trị tại nhà, thì phụ huynh cần đặc biệt chú ý diễn tiến sức khỏe của trẻ. Nếu trẻ có các dấu hiệu sốt cao liên tục, khó hạ, bỏ ăn, ly bì, thở nhanh, thở rút họng ngực, thì phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.